Chút nữa mình về là phải lấy thịt ra ướp chứ. Sau đó rửa rau, bắt nước sôi. Lúc đợi nước sôi chắc tranh thủ giặt mấy đôi giày của con. Ăn cơm tối xong chắc thay bộ ráp mới cho đẹp cái phòng. Soạn đồ mà hai vợ chồng đi làm nè. Tối nay đọc cuốn sách nào cho con ta? Hôm qua đọc cuốn là con bio rồi. Chắc tối nay đọc cuốn gấu con của ma. Trời ơi, về lẹ đi, ngủ chứ mệt quá rồi. Bây giờ về nhà một cái là ngủ và ngủ thôi. Đến nhà, gấu con Kuma liền kể với bố. Giờ đọc sách gì cho con đó? Em đang đọc sách gấu con Kuma cho con nè. Với chú gấu con tên Kuma, con sẽ được phiêu lưu 25 câu chuyện khác nhau với những câu chuyện đầy nhân văn và lý thú. Con sẽ học thêm được nhiều kỹ năng sống, cách đối xử, yêu thương với bố mẹ và mọi người xung quanh mình nữa đó. À, thì ra là gấu con Kuma của DTV for Kids. Ba mẹ đừng bỏ lỡ bộ sách gấu con Kuma nha.